nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh, chùa Ba Vàng, một ngôi cổ tự đã được xây dựng lại với quy mô bề thế và hài hòa với cảnh quan xung quanh. Trải qua những sóng gió của thời gian, những tường ngôi cổ tự Bảo Quang sẽ chỉ còn lại những phế tích tàn lụi và lãng quên. Nhưng với mối lương duyên thiên định đã khéo sắp đặt, ngôi chùa được tìm ra và trùng tu lại, để giờ đây cái tên chùa Ba Vàng không chỉ trở thành một địa danh tâm linh đối với các Phật tử gần xa trong nước, mà điều đặc biệt, nơi đây còn có được cái duyên về chuyến hành hương ghé về chùa Ba Vàng đối với một pho tượng Phật Ngọc được coi là quý và hiếm nhất trên thế giới. Phật Ngọc Vì Hòa Bình là pho tượng thuộc quyền sở hữu của một Phật tử người Úc và được đưa đi cung nghinh khắp thế giới với ước mong nguyện cầu cho hòa bình và sự bình an cho mọi người. Năm 2009, bảo tượng được đưa sang Việt Nam và hành trình qua 20 quốc gia và 100 thành phố trên thế giới. Đến năm 2015, một lần nữa pho tượng trở lại Việt Nam trong chuyến hành hương Phật Pháp. Và một trong số ít ngôi chùa được vinh dự nghinh đón pho bảo tượng là chùa Ba Vàng, được coi là vùng đất của tâm linh. So pleased to be back here in Vietnam because to us Tôi rất vui khi được trở lại Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước Phật giáo rất mạnh và đặc biệt. Chúng tôi có rất nhiều những người bạn Việt trên khắp thế giới, cho nên chúng tôi đã coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình. Chúng tôi mong mỏi việc triển lãm tượng Phật Ngọc này sẽ tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ để cầu nguyện Phật Ngọc sẽ đem lại bình an cho gia đình. In their family, but most of all in their heart. So it's such a joy for me to be here amongst my Buddhist friends in Vietnam. Tại sao ngôi chùa Ba Vàng lại là một trong số ít ngôi chùa được vinh dự lựa chọn làm điểm đến của bảo tượng? Lý giải cho điều này, chúng ta sẽ tìm về những thông tin về giá trị văn hóa, lịch sử của ngôi cổ tự được coi là nơi hội tụ tâm linh tọa trên ngọn núi Thành Đằng thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc. Trải qua các biến thiên lịch sử, giai đoạn thế kỷ 16-17, chùa Ba Vàng gần như không có người lui tới, ẩn mình trên núi. Mãi cho tới năm 1987, một lão nông địa phương đã phát hiện ra những phế tích còn lại của ngôi chùa. Ông đã báo cho mọi người và địa phương đã có kế hoạch trùng tu tôn tạo chùa. Nhưng theo thời gian, ngôi chùa ngày một xuống cấp và vẫn không có vị sư trụ trì nào tiếp nhận. Ba Vàng lại trở thành một ngôi chùa hoang vắng, lạnh lẽo. Tới năm 2007, chính quyền địa phương đã thỉnh cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, lúc đó đang là trưởng ban chi khách thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, về trụ trì chùa Ba Vàng. Xung quanh vị sư trụ trì này có những điều ly kỳ đến nay còn chưa lý giải được. Khi đến chùa Ba Vàng nhận trông nom, có điều lạ là giếng nước trong khuôn viên chùa trước đây khô cạn và hạn, bỗng đầy áp nước trở lại. Cho là điềm báo, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh quyết tâm xây dựng lại ngôi chùa, hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Ngôi chùa này có từ thời nhà Trần, khi mà chư Tăng tu tập ở trong núi Yên Tử, xong rồi các ngài hạ sơn thì ra đây lập chùa ở đây. Thế nhưng đến bây giờ thì những cái di vật còn lại ấy, thì đặc biệt nhất là có cái bia đá từ thế kỷ thứ 17 của ngài Thiền Sư Trúc Lâm Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư, tức là ngài là đệ tử của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ra đây xây dựng. À, thế khi mà các thầy ra đây để mà tiếp nhận cái ngôi chùa này thì thực sự nó là một cái phế tích. Thế rồi đến năm 2007 khi thầy được về đây bổ nhiệm trụ trì đây thì thầy bắt đầu làm cái công cuộc để tôn tạo lại cái ngôi chùa này đến như bây giờ.
chùa có tên gọi Ba Vàng bởi nằm trên núi Ba Vàng, và tôn chỉ của chùa là tôn thờ ba thứ quý như vàng, bao gồm Phật, dân và nước. Chùa có tên chữ là Bảo Quang Tự, nghĩa là ánh sáng quý, lại nằm trên núi Ba Vàng, hay còn có tên là Thanh Đằng Sơn. Ý tứ sâu xa của tiền nhân khi đặt tên núi, tên chùa như vậy là để xưng tụng công trình quý giá này như ánh sáng chính pháp, dẫn dắt con người đến với pháp tu chính đẳng chính giác của nhà Phật. Trải qua bao thăng trầm biến cố của thời gian, sau nhiều thế kỷ, chùa Ba Vàng hiện nay có quy mô khang trang bề thế, cũng là đánh dấu lại sự truyền thừa của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sau 300 năm gián đoạn. Ngôi chùa hết sức có ý nghĩa trong hệ thống các ngôi chùa ở Yên Tử và gắn với lịch sử Phật giáo ở thời Trần. Bởi vì chùa Ba Vàng hiện nay được xây dựng với vị sư xuất thân từ chính cái thiền phái Trúc Lâm và sinh hoạt trong hệ thống giáo hội nhưng có gắn bó với thiền phái Trúc Lâm. Chùa Ba Vàng là một trong những ngôi chùa thờ Phật, nhưng cũng lại là một trong những ngôi chùa đề cao giá trị của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo của vùng Yên Tử, trong đó có vai trò của vua đạo, vua đời Trần Nhân Tông. Chính vì thế, cho nên chùa Ba Vàng không chỉ thuần túy có ý nghĩa chung của Phật giáo, mà còn thể hiện vai trò ảnh hưởng rất lớn đến với Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. Nằm trên ngọn núi thiêng Thành Đằng, chùa tọa lạc ở một vị trí rất đẹp, thuộc phía tây thị xã Uông Bí, có mạch phong thủy bắt nguồn từ chùa Đồng Yên Tử với địa hình hạ đoạn tạo thành thế Thanh Long Bạch Hổ. Đây là vị trí mà theo các bậc tiền nhân là nơi hội tụ linh căn trời đất, địa thế cân bằng âm dương, có rồng trầu hổ phục, rất đắc địa để xây chùa tri ân Phật Tổ. Phóng tầm mắt ra xa mới thấy hết được cái thâm thúy của người xưa khi chọn nơi đây là nơi dựng chùa. Vào những ngày trời có nắng, đứng tại đây có thể bao quát toàn cảnh thành phố Uông Bí. Xa xa là dòng Bạch Đằng Giang, nơi diễn ra trận thủy chiến của nhà Trần chống giặc Nguyên Mông xâm lược. Trải dài hai bên chùa là rừng thông xanh ngát, xung quanh sơn bao thủy bọc như vậy, thật là chốn tiên cảnh có vẻ đẹp hiếm có. Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát với chiều cao hơn 9 mét, nặng hơn 65 tấn, lưng tựa vào dãy núi Thành Đằng, mặt hướng về dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Từng chi tiết như vạt áo cà sa hay nét mặt của tượng đều rất an nhiên, tinh tế, sống động, làm cho du khách tới chiêm bái có cảm giác bình yên như gột sạch mọi lo toan đời thường. Chúng tôi nên đây tu tập nhờ thầy giảng cho chúng tôi những lời Phật dạy, chúng tôi áp dụng vào cuộc sống. Chúng tôi đã bỏ bớt được tất cả những tập nghiệp, có cuộc sống rất là an vui hạnh phúc trong gia đình. Nổi bật trong không gian chùa là tòa chính điện với quy mô lớn, được thiết kế 2 tầng. Nét nổi bật của tòa Đại Hùng Bảo Điện là toàn bộ kiến trúc cột kèo đều bằng bê tông cốt thép, nhưng được sơn giả gỗ nên chùa vẫn mang dáng dấp thuần Việt. Các đầu mái đao được đắp nổi các con vật thuộc hàng tứ linh. Theo quan niệm dân gian, đó là Long, Ly, Quy, Phượng. Không gian chính điện rộng lớn, đây được coi là một trong những tòa bái đường lớn nhất miền Bắc. Trên các bức tường giáp mái là các bức tranh khổ lớn mô tả cuộc đời của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni từ khi mới sinh, xuất gia, đắc đạo, truyền giáo cho tới khi nhập Niết Bàn. Với một chính điện lớn có khác với các chính điện của chùa Việt cổ
nhưng chính lại là sự hoành tráng thể hiện tính tiện ích trong tập hợp tăng ni Phật tử bấy giờ. Xưa một chùa chỉ có thể nhận vài 300.000, đông thì hàng nghìn người, thế là hết. Nhưng bây giờ chính điện chùa Ba Vàng đã có thể ngồi được 3-4.000 người, thậm chí lúc đông có thể ngồi được nhiều hơn như thế. Nó vừa là nét kiến trúc, nhưng nó cũng thể hiện văn hóa và sự phát triển đời sống xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Ở hai bên hành lang chùa là gian La Hán đường với 18 tượng La Hán được tác bằng đá nguyên khối. Mỗi vị La Hán là hiện thân của hỷ, nộ, ái, ố của con người, được những người thợ chạm khắc sống động. Phía sau chính điện là gian nhà thờ tổ, nơi thờ các vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong đó có gian thờ ba thiền sư kiệt xuất là Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Đầu Đà, Pháp Loa và Huyền Quang, được gọi chung là Trúc Lâm Tam Tổ. Bên cạnh tòa chính điện, nhà thờ tổ, chùa còn có khu nội viện tăng, khu nội viện ni rất khang trang rộng rãi. Có nơi lưu giữ lại những di vật có từ thời khởi dựng, là minh chứng cho những giá trị lịch sử của thành Đẳng Tự. Đó là tấm bia đá được làm từ thời vua Lê Dụ Tông, lưu dấu ấn về vị thiền tổ khai sáng chùa là Đại Thiền Sư Trúc Lâm Mahasa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Đó là cây hương án từng được dựng trước cửa chùa. Cho biết chùa được xây dựng vào năm Ất Dậu, triều vua Lê Dụ Tông. Căn cứ vào các mốc thời gian này, các nhà nghiên cứu chuyên môn đã khẳng định đây là những hiện vật được cất tạo từ lần trùng tu đầu tiên do Đại Đức Thiền Sư Tuệ Bích chủ trì và vận động Phật tử xây dựng trên nền ngôi chùa cổ từ thế kỷ 13, lúc này là vào năm 1706. Từ một ngôi chùa nhỏ bé, nơi rừng thẳm hoang sơ, chùa Ba Vàng ngày nay đã và đang trở thành một công trình Phật giáo lớn của Việt Nam. Ngày càng trở nên hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, chùa là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động Phật tử và Hoằng Dương Chính Pháp. Tổ chức các buổi quy y cho các Phật tử, các khóa tu được tổ chức đều đặn hàng tháng. Tôi xuất gia thì ở bên Thái Lan, mỗi 1-2 năm thì khi mà tôi ra miền Bắc, bao giờ tôi cũng lên chùa Ba Vàng, vừa để tham quan, thăm hỏi các sư đây, vừa là để tu tập cho bản thân. Mà bản thân tôi thì đi tu tập ở 3 nước rồi, Việt Nam rồi, Miến Điện, Thái Lan. Thì tôi thấy chùa Ba Vàng này là một cái nơi gần như là hội tụ đầy đủ tất cả yếu tố, địa linh nhân kiệt, thiên thời, địa lợi nhân hòa. Thì dù cho là chỉ đến đây tham quan thôi, cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp nơi này. Càng ngày, các tín đồ Phật tử và du khách đến với chùa Ba Vàng ngày càng đông. Mọi hoạt động Phật tử của chùa Ba Vàng đều hướng tới việc phổ độ chúng sinh, xây dựng ngôi chùa hiện hữu gắn liền với tạo dựng đức tin chân chính, thắp sáng niềm tin với Phật Pháp. Từ ngôi chùa cổ xưa với nhiều dấu ấn lịch sử cho đến ngôi chùa khang trang bề thế ngày hôm nay. Cùng với việc nơi đây được vinh dự nghênh đón tôn tượng Phật Ngọc nhằm nguyện cầu cho hòa bình thế giới đã cho thấy mối duyên lành, hội tụ văn hóa tâm linh trên mảnh đất Phật vùng Đông Bắc.